Ủa sao con ốc mà nó có chân ta? À thì ra nó là ốc mượn hồn. Vì cái lý do nào đó mà nó đã chết. Một thời gian sau thì những cơn sóng đánh nó dạt vào bờ. Và xuất hiện một kẻ chuyên đi mượn thân xác người khác để sống. Kẻ đó là một con cua nhỏ. Khi mà nó gặp